Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay ở tiểu mục Cà phê Cảm hứng, chúng tôi muốn đề cập đến một câu chuyện mà có lẽ là trong nhịp sống xã hội ngày càng tất bật như hiện nay thì nhiều người trong chúng ta vẫn ai đang mong muốn có một cái chút không gian gì đó của làng quê bình yên, hay là đơn giản hơn, khi mà chúng ta tìm đến với những không gian làng quê đó thì chúng ta sẽ hiểu hơn về cuộc sống đậm chất nhà nông như thế nào. Và không cần phải đi đâu xa, ngay tại giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh cũng có những nơi như vậy. Và mặc dù thì thành phố nơi đây mang lại hơi thở của làng quê yên ả với những cầu khỉ, vườn rau hay là ao cá. Và một lão nông cũng đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để xây dựng nên không gian làng quê giữa phố thị nhộn nhịp, giúp những người ở thành phố sẽ nhớ hơn không khí của làng quê và giúp những đứa trẻ hiểu hơn về công việc làm nông. Đó là những lý do để lão nông này tái hiện không gian làng quê Nam Bộ giữa lòng Sài Gòn. Cầu khỉ, vườn rau, ao cá, những hình ảnh quen thuộc ở miệt vườn Nam Bộ được tái hiện giữa Sài Gòn. Ngay từ sáng sớm, cả trăm du khách đã có mặt tại nông trại Tam Nông ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Có người đến đây để tìm lại cảm giác thân thuộc nơi quê nhà mà lâu rồi họ chưa được về thăm. Có người đến để thử một lần được trải nghiệm những công việc nhà nông. Tới đây cảm giác rất vui, như mình đang sống ở dưới thôn quê chẳng hạn. Bé được trải nghiệm rất nhiều trò chơi dân gian như đi cầu khỉ nè, rồi hai mít nè, rồi bắt cá dưới ao nè. Nói chung rất vui, rất vui ạ. Ông Nguyễn Văn Bắc cùng vợ đã lập nên trang trại này từ 2 năm trước với mong muốn tạo nên một không gian xanh, tái hiện vẻ đẹp của vùng quê yên bình giữa thành phố. Vợ chồng ông đã ấp ủ ý tưởng và xây dựng nông trại trên mảnh đất 1 hectare. Tại đây, các mô hình làm nông nghiệp sạch như trồng rau hữu cơ, hệ thống tưới thông minh, chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học đã được áp dụng. Với ông, mỗi ngày được giới thiệu đến du khách, những nét đặc trưng của làng quê đã trở thành nguồn vui. Giúp mọi người trải nghiệm các cái công việc nhà nông. Thông qua các cái hoạt động này, thì như vậy là mọi người sẽ xả stress. Và cái hai là sẽ yêu thích cái công việc nhà nông hơn. Những đứa trẻ vốn chỉ được nhìn thấy những hình ảnh này qua TV, nay được trực tiếp trải nghiệm. Đối với nhiều gia đình, đây thực sự là điểm đến hấp dẫn trong ngày hè. Đến đây, du khách sẽ được đi cầu khỉ, bắt cá trong ao, hái trái cây chín ngay tại vườn, v.v. Không chỉ con trẻ mà ngay cả người lớn cũng rất háo hức. Con rất vui được đến đây, tại họ con lượt Facebook thấy. Nên là con đến đây mới lần đầu luôn. Rất là gần gũi và trải nghiệm rất là nhiều những cái trò như cầu khỉ, câu cá hay gì đó. Để cho bé nó gần gũi với thiên nhiên và cũng được thoát khỏi cái thành phố ồn ào. Những trải nghiệm tưởng chừng rất khó thực hiện giữa đô thị đầy khói bụi, thừa nhà cao tầng nhưng lại quá thiếu cây xanh, đã thực sự mang lại một cảm giác rất khác cho những ai đã một lần đến đây. Ngày càng nhiều những mô hình như thế này xuất hiện đã tạo nên một không gian rất riêng và thơ mộng giữa Sài Gòn.